và tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Sacos đã cùng đồng hành với chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và mỗi tối thứ 6 chúng ta sẽ được gặp gỡ các cặp bố con rất đáng yêu, rất dễ thương đến với chương trình Bố là tất cả. Xin được giới thiệu cặp bố con đầu tiên, đó chính là bố Văn Tú và bé Bảo An. Xin mời. Lời đầu tiên thì mời bố Tú hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả. Dạ, xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả cùng hai chị xinh đẹp. Tôi tên là Nguyễn Văn Tú, hiện tại đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đến với chương trình mục đích là để cho con hiểu về bố trong thời gian rất là dài. Khi mà bố đi làm xa, cũng mong muốn mặc dù không gặp nhau nhiều nhưng mà vẫn hiểu được nhiều nhau hơn. Dạ, xin cảm ơn. Vậy là ngày hôm nay chương trình của chúng ta sẽ có rất là nhiều điều thú vị đây. Cho em hỏi hiện tại mình đang làm công việc gì mà phải đi làm xa vậy ạ? Hiện tại thì mình đang làm công việc sản xuất nhưng mà phải đi ngày đi đêm á, cho nên thời gian gặp bạn không có nhiều. Không sao hết, một tí nữa em sẽ hỏi thật là anh nhiều. Anh sẽ chúc bầu tâm sự với tụi em hết mình nha anh. Đúng nha. Dạ rồi, Bảo An ơi, con hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha. Con chào các cô, các chú. Con tên Nguyễn Ngọc Bảo A, con học lớp 1M. Sở thích của con là nhảy múa hát catwalk. Wow, nhảy múa hát catwalk. Bây giờ trong tất cả những cái mà sở thích của con, những cái năng khiếu của con thì con sẽ muốn trình diễn cái gì nè? Dạ là nhảy. Nhảy hả? Và bây giờ sẽ có một cái đoạn nhạc Bảo An sẽ nhảy để mà tặng quà cho bố cũng giống như là mẹ đang xem ở nhà. Nhắc lâu ngày mình lại gặp lại bố cái mình nhảy mình tặng bố nha. Xin mời nhóm nhạc ạ. Tăng tốc, tăng tốc. Hay quá. Hay quá. Trời rồi, ơi. Xin mời bố trở lại đây. Bố Lan nhảy theo luôn. Rất là nghệ sĩ. Quá là dễ thương. Bố Lan tin chắc là những bạn nhỏ đang xem chương trình Bố là tất cả cũng có thể học theo cái điệu này để có thể mình nhảy múa ở nhà để cho nó vui vẻ. Cảm ơn con và cảm ơn bố rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp bố con thứ hai, đó chính là bố Gia Lâm và bé Phước Tấn. Xin mời. Trời, bữa nay là mình có công chúa, là mình có hoàng tử luôn đúng không ạ? Quá dễ thương luôn. Dạ bây giờ thì lời đầu tiên mời bố Lâm hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả đi ạ. Vâng, lời đầu tiên cho phép Gia Lâm xin gửi đến toàn thể quý vị khán thính giả và hai MC Hồng Phúc và Phương Lan một lời chúc tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất ạ. Bây giờ xin mời bé Tấn, con hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha con. Con chào quý vị khán giả, con chào cô La, con chào chú Phúc. Con tên là Phước Tấn, con 10 tuổi. Con rất vui khi được tham gia chương trình này. Cô Lan thấy là con có vẻ hơi run hả con? Sao vậy, hồi hộp quá hả? Đây là lần đầu tiên hai bố con xuất hiện với nhau hả? Cảm xúc của con như thế nào? Dạ, con rất là vui. Có run không nè? Dạ, hơi. Hơi hồi hộp tí xíu, không sao hết. Ngày hôm nay tới đây là các con là giống như là khách VIP vậy đó của chương trình. Là tới đây mình cùng tham gia, mình cùng chơi những trò chơi với bố. Và cuối cùng con còn được bố nè, sẽ nấu ăn cho con ăn nữa. Cho nên không có gì run hết con nha. Cô Lan thấy hai bố con hot boy không? Cách rất là lịch lãm mà đẹp trai quá trời. Dạ, em cũng tính hỏi là không biết là cái thời trang này là bố chuẩn bị cho hai bố con hay là mẹ ạ? Bố chuẩn bị cho hai bố con đi, hai cho tăng stone chút xíu. Dạ, cho em hỏi hiện tại là mình làm công việc gì vậy anh? Mình là ca sĩ diễn viên và cũng là kinh doanh salon ô tô. Vậy thì em không biết là bé là có thừa hưởng cái năng khiếu của bố không ạ? Chút chút thôi. Chút chút hả? Không sao hết. Vậy thì một hồi nữa khi mà bước vào vòng 1, em sẽ khai thác câu chuyện của gia đình các bố nhiều hơn nhé. Không để quý khán giả phải chờ lâu nữa, chúng ta cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Lúc này thì bố Lâm
Lâm, bố Tú, bé Tấn và bé Bảo An đã sẵn sàng cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Và ở vòng này thì em xin hỏi tí xíu câu chuyện của hai gia đình mình. Vậy thì ở nhà Tấn ơi, bố với lại mẹ thì ai sẽ là người nghiêm khắc với con nhiều hơn nè? Dạ, mẹ. Nếu như mà con có lỡ phạm lỗi đi hoặc là mắc sai lầm thì mẹ sẽ làm gì? Dạ, mẹ sẽ chỉ dạy cho con từ từ chứ không có... Mẹ dạy chỉ dạy từ từ. Chỉ dạy từ từ chứ không có la mắng con. Vậy thì bố có hay nghiêm khắc với con không? Dạ không. Không bao giờ luôn. Thường em thấy là những bé nam sẽ là hơi nghịch ngợm tí xíu. Nhưng mà không biết là bé Tấn ở nhà là ngoan không ạ? Bé Tấn ở nhà thì rất ngoan cho nên bố đôi khi bố nói hơi nặng lời một chút thôi. Dạ. Chứ không có khắc khe với con quá. Dạ. Vậy thì thường ở nhà là bố với mẹ ai sẽ là người hay nấu ăn cho con? Dạ là mẹ. Mẹ nấu ăn cho con. Bố có bao giờ nấu ăn cho con chưa? Dạ có. Con thích nhất là món nào bố nấu nè? Dạ con thích ba la làm gà rán. Rồi còn món gì nữa không? Dạ với lại xúc xích chiên. À xúc xích chiên. Bây giờ tới câu chuyện của nhà bố Tú và bé Bảo An nè. Nãy bố nói là bố một cái khoảng thời gian xa cách và đây là cái dịp để bố hàn gắn và bố dành nhiều tình yêu thương cho bé Bảo An hơn. Vì sao ạ? Anh đi bao lâu rồi? Công việc mình hiện tại đang làm ở Bình Dương á, thời gian đi làm 12 tiếng, có lúc 16 tiếng. Rồi có những lúc công việc đang sản xuất thì mình phải ở lại. Cho nên cái thời gian của mình nó ít gặp bé rất là ít. Đến với chương trình thì rất là vui, vui là vì chương trình đưa bố ba con. Hy vọng là có một cái giấc quát thứ sáu gì đó mình thì như lúc mình không gặp nhiều. Dạ. Nhưng mà bé vẫn hiểu. Vậy thì những lúc mà bố đi làm như vậy đó, cái khoảng thời gian mà trống á, nếu như mà không có ở nhà thì bố và bé có hay mình gọi điện thoại để mà gặp mặt nhau không ạ? Có, thỉnh thoảng thì đi làm ban đêm thì mình cũng hay gọi điện về. Dạ. Bảo An ơi, thường mà bố đi làm xa như vậy không có thời gian để mà ở bên cạnh bố nhiều đó thì con có nhớ bố không? Dạ có. Những lúc như vậy thì con sẽ làm gì? Dạ là gọi điện thoại gặp bố. Cô Lan biết là bố bận như vậy thì có lúc con sẽ gọi được, có lúc sẽ gọi không được đúng không? Dạ. Những lúc mà mình gọi điện thoại mà bố bận đó không bắt máy được thì con sẽ như thế nào? Dạ là đợi. Đợi bao lâu? Đợi khoảng khi nào á con gọi á, nếu như bố cúp máy á là con sẽ biết bố đang làm. Nếu như con gọi mà bố bắt máy là con sẽ gặp bố. À, cho em hỏi là anh có sợ là khi mà công việc của mình bận bịu ở ngoài như vậy quá đó thì tình cảm mình sẽ bị xa cách nhiều không? Thật ra thì được gần con nhiều hơn thì càng tốt hơn thôi. Dạ. Tuy nhiên thì công việc thì với có như vậy thì sẽ có mẹ bên cạnh rồi. Dạ. Mẹ sẽ ở nhà thường xuyên với bé thì mình nghĩ cũng có được nhiều. Nhưng mà thật ra thì mẹ cũng không bằng bố ạ. Tại vì em cũng đi công tác ở Hà Nội thì em thấy rõ ràng là chỉ cần một tuần hay một tháng ở Hà Nội thôi mà không về với các bé là các bé nó nhớ mình lắm. Và anh biết cái chỗ em nằm là bé giữ nguyên, bé không có cho ai đụng tới. Tại đó là cái mùi của bố. Và khi nằm hết cái mùi thì mẹ mới được hoặc là người khác mới được dọn dẹp, giặt cái chỗ đi. Phải để y nguyên hoặc lấy cái áo chùm cho bé ngủ. Nhất là bé gái như là bé Bảo An con anh đó. Tại vì em gần với bé gái nhiều hơn là bé trai. Yeah. Anh thì sao ạ? Nhà mình có hai bé thì bé đầu á thì mình là cái người mà dạy học cho bé nhiều hơn. Dạ. Yeah. Còn bé nhỏ thì thời gian sau này thì đa số là chủ yếu là mẹ. Dạ. Yeah. Dạ, thì bây giờ em sẽ hỏi một tí xíu, lần đầu tiên mà bố đưa bé đến trường như thế nào ạ? Thì cái lần đầu tiên đưa bé đến trường thật sự thì nó cũng có rất là nhiều cảm xúc. Dạ. Bởi vì bố mẹ thì luôn luôn muốn là mang đến cho con những điều tốt nhất mà. Dạ. Cho nên thì nhìn con từ lúc con chào đời, từ lúc con biết đi để đến lúc con chập chững bước vào lớp lần đầu tiên thì đó là một cái nền tảng đầu tiên đầu đời cho bé. Mình có nói cho bé trước điều đó để bé chuẩn bị tâm lý không? Dạ vâng, có phải nói trước cho bé để cho bé biết rằng là sắp sửa là bé sẽ đi học, bé sẽ gặp được thầy cô giáo, rồi bé sẽ có những nhiều bạn mới. Dạ. Cũng sẽ có nhiều trò vui chơi mới ở trong trường lớp này kia. Dạ. Thì bé cũng rất là háo hức. À háo hức. Vâng. Vậy là ngày đầu tiên đi là bé cũng rất là dạng dĩ hay là có khóc hay là có ý là nán nán là đứng ở ngoài nhìn theo bố không ạ? Vâng, có nán nán, đôi khi có chút bình tĩnh gì đó. Bình tĩnh có khóc khóc không? Gì đó chút. Thì sau khi mà đưa bé vào trường xong bố có về không hay là mình còn đứng ở ngoài ạ? Thì bố cũng bình tĩnh thôi, bố đợi khi con đi phất vào thì bố mới đi về. Thì trong lúc về thì bố cũng có những cái suy nghĩ rất là nhiều, cái bước đường của con tiếp theo như thế nào. Dạ. Và cũng mong rằng là con mình cũng sẽ có những cái hành trang tốt. Dạ. Đẹp cho con. Dạ. Vậy thì thường khi mà bé đi học ở trường như vậy đó, nếu như có bất kỳ một cái chuyện gì đó xảy ra trong trường đi thì thường về bé sẽ thường tâm sự với lại bố hay mẹ nhiều hơn? Dạ con sẽ từng tâm sự với bố. Vậy thì có bao giờ con có chuyện buồn mà con kể với bố chưa? Dạ có. Vậy thường những lúc đó thì bố sẽ cho con lời khuyên như thế nào? Dạ bố sẽ cho con lời khuyên là hãy đi, đừng khóc mà mạnh mẽ lên. Vậy thì không biết gia đình của mình như thế nào ạ? Bố hay là mẹ sẽ đưa bé Bảo An đi học ạ?
Dạ là mẹ con. À mẹ con. Vậy thì bố có bao giờ đưa con đến trường chưa? Dạ chưa. Ồ. Con có thích là được bố đưa đến trường không? Dạ có. Anh không sắp xếp một buổi nào đưa cho bé dạ. đến trường ạ? Thật ra thì công việc khi mà mình buổi sáng mình đi về thổ Bình Dương thì đã gần 7:30-8 giờ rồi. Dạ. Thì lúc đó bé đã đi học rồi. Dạ. Chỉ có ở nhà thì chỉ có đưa bé đi học ở những cái trung tâm khác thôi. Dạ. Thì còn mà đi đến trường học chính thức của bé thì là cái thời gian của nó bị lịch. Dạ, nhưng mà em biết là công việc của mình sẽ khá là bận rộn đó. Em cũng hiểu, nhưng mà thực ra cái mong muốn của bé thực ra không phải là bắt bố lúc nào cũng phải đưa đến trường. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà mình ở trên sóng như thế này, bé cũng là một cái nguyện nhỏ nhoi đó bố. Dạ. Thì nếu giả sử như bố có thể sắp xếp được nhín một tí xíu, một tí thời gian mình có thể đưa bé đến trường một bữa, thì em nghĩ đó cũng sẽ là cái điều hạnh phúc của bé đấy ạ. Cười kìa, nghe cô Lan nói thích liền. Đưa đến trường khoái, tại vì khoe với bạn là bố tôi hôm nay đưa đi học. Lâu rồi bố chưa đưa đi học đúng không, mà nay có bố đưa đi. Các bạn á toàn là được bố đưa, mẹ đưa không mà. Thấy chưa, mấy bạn toàn bố đưa đó. Không sao, sắp tới cô Lan tin chắc chắn là bố sẽ dành một tí thời gian để có thể đưa con đến trường nha. Dạ. Dạ, em sẽ hỏi tí xíu cảm xúc lần đầu tiên mà bố đưa mẹ của bé Tấn đi sanh ạ. Rất là thiêng liêng đấy. Dạ. À, giống như mình chào đón một sinh linh, một thành viên mới. Dạ. Cho nên là cảm xúc rất là khó tả lắm. Dạ, mà mình đã có sự chuẩn bị gì không anh? Có hạnh phúc, có lo âu, rồi có nhiều cái để mà mình phải suy nghĩ. Dạ. À, rồi mình cũng phải tham khảo là bây giờ vợ đi sanh thì mình phải như thế nào. Dạ. Rồi động viên vợ ra sao, rồi lúc mà vợ sanh xong thì phải tiếp theo sẽ làm như thế nào, hoặc là để động viên để cho con bú dọc sữa đầu đời của con như thế nào. Wow. Ai là mới đầu làm bố thì cũng sẽ cảm nhận được. Wow, thế ra bố Lâm là một người rất là tâm lý trong cái việc là mình có được sự chuẩn bị, không phải là về cả vật chất mà cả về tinh thần nữa. Dạ. Cho nên là dạ chị nhà nghe được lời này là quá là hạnh phúc. Những ông bố thương vợ, thương con, rồi mới có một cái sự mà chia sẻ. Cho em hỏi là không biết là lúc mà bé Tấn là chào đời là mình sanh dễ không anh? Có trục trặc gì không ạ? Là... tại vì là bác sĩ chẩn đoán rằng là sanh khó, cho nên là bác sĩ tư vấn sẽ sanh mổ. Sanh thường đôi khi cái xương chậu hoặc thế này thế kia nó không được... không được tốt. Không được tốt bị ảnh hưởng. Sẽ bị ảnh hưởng. Có nhiều trường hợp thì phải cấp cứu đó. Cho nên là Gia Lâm bàn với gia đình thì thôi quyết định là sanh mổ cho bé. Để bảo toàn an toàn cho hai mẹ con. Dạ, vậy thì sắp tới khi mà chị sanh bé thứ hai thì gia đình mình sẽ là sanh thường hay sanh mổ? Vâng, cũng sẽ sanh mổ. À, sanh mổ. Vâng, nhưng mà lúc này là kinh nghiệm của bố cũng đã quá nhiều rồi đúng không ạ? Chưa nhiều lắm đâu. Dạ. Nhưng mà chắc chắn là lần này khi mà mẹ của bé Tấn đi sanh chắc chắn không chỉ có bố mà còn có cả bé Tấn nữa đúng không con? Nôn nóng chờ đón em gái của mình. Và em cũng xin chúc cho chị nhà sẽ là mẹ tròn con vuông anh nhé. Cảm ơn chị Phương. Để lại với bố Tú và bé Bảo An nè. Dạ. Hành trình mà anh đưa mẹ bé đi sanh con đầu lòng. Cho em hỏi lúc đó anh có bận không ạ? Thì thật ra thì cả hai bé đều là mình là người đưa đi cả. Thì có một cái kỷ niệm rất là lớn. Thì cái bé đầu tiên, quan điểm của mình lúc đầu vừa phải về nhà mẹ, cho nên nó sinh được ngoài quê đó. Thì thật sự đó thì mỗi lần sinh ở ngoài quê thì... Quê nó ở đâu ạ? Ở Quảng Trị. Dạ, Quảng Trị. Sau một lần không may thì mẹ nó bị bắn huyết ấy. Thì cái thuốc nó không có. Và khi mà mình chứng kiến những cái cảnh mà khi mà vợ mình đưa lên từ lúc 10 giờ sáng đến 22 giờ đêm mới sinh. Một cái cảnh tường mình thấy rất là đau lòng. Cái miệng của bà xã mình cắn là to vô bên này, đau quá. Sau một lần may mắn đó thì mẹ đã vượt qua. Và sau lần thứ hai thì mình đã quyết định bé Bảo An là mình quyết định là sinh ở thành phố thôi. Yeah, tại vì thành phố Hồ Chí Minh này thì nếu mà có cái chuyện gì đó thì dù sao ở trong này thì nó vẫn có cái điều kiện hơn. Dạ, em cũng là mừng cho chị nhà của mình. Anh thấy những cái khó khăn khi mình ở tỉnh á. Thật ra em thấy mà chị đau quá, chị cắn sưng miệng dưới lên luôn. Cho nên quyết định là bé thứ hai thì anh phải sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, để có đủ điều kiện bằng được cho bé. Dạ, nhưng mà những cái tình trạng ví dụ như là băng huyết thì cũng khá là nguy hiểm. Dạ, phải là cái người mẹ là cũng phải là chịu đau rất là nhiều. Mà chưa kể có nghĩa là cái người mà như mình sanh á, ví dụ mà đau một cái người mình chờ á, chờ đợi mình bị xót ruột rất rất là nhiều. Vậy thì khi cái khoảnh khắc mà bố biết là mẹ đã vượt cạn thành công à, dạ thì lúc đó bố như thế nào? Cái lúc mà mình đứng chờ đưa vừa đi sinh lâu quá thì ông bà ngoài nào sao mà chắc là cái vía mày nặng quá. Mày đứng ngoài nó không được.
thôi mày về đi, mày về đi. Thế là ông bà ngoại đuổi về. Dễ thương. Sau đó mình chạy về nhà, mình tắm rửa, mình thắp hương. Dạ. Sau đó vừa thắp hương xong rồi thì bà chị nói nó gần sinh rồi, mình phải chạy lên. Chạy lên thì vừa chạy lên xong thì bắt đầu bé, độ khoảng thêm vài phút nữa thì bắt đầu bé mới ra đời. Và thật sự rất là hạnh phúc mà phải rất mắc. Dạ. Tức là mình khóc rất là nhiều. Tại vì thấy cái khoảng cách của vợ từ lúc lên chờ sinh đến sinh thì nó quá dài và nó trải qua những cái thời gian mình thấy rất là thương. Dạ. Wow. Ngày hôm nay mà khi nghe các bố chia sẻ như vậy á, em cũng cảm thấy rất là xúc động. Bởi vậy á, khi mà đưa vợ mình đi sanh á, thì cái cảm xúc em hầu như ông bố nào khi mà đến với chương trình á, chia sẻ họ đều cảm thấy rất là bồi hồi và nhớ là những cái khoảnh khắc đó. Và không sao, dù là như thế nào đi chăng nữa cũng đã có những cô công chúa, cái hoàng tử rất là dễ thương và đáng yêu như thế này. Và bởi vậy khi mà các con nghe những câu chuyện này á, các con mới thấm thía được cái thương mẹ mình nhiều hơn, phải ngoan và nghe lời và cố gắng học thật là giỏi. Và cảm ơn những chia sẻ của các bố. Và bây giờ để biết được là các bố và các bé có thực sự là hiểu nhau hay không, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 được mang tên Tâm Ý Tương Thông. Nhưng trước tiên sẽ là ít giây nghỉ giải lao quý vị nhé. Cùng đến với vòng 2 được mang tên Tâm ý tương thông. Và ở vòng này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, bao gồm câu hỏi chữ và câu hỏi hình. Ở mỗi câu hỏi, nếu như mà các bố và các bé trả lời trùng khớp ý với nhau thì chúng ta sẽ ghi được 1 điểm. Và 5 câu hỏi sẽ tương ứng là 5 điểm. Và bây giờ xin mời anh về với bố. Em qua với bé. Anh muốn qua bé được không? Dạ, không được ạ. Không được ạ. Không được ạ. Các bé chỉ thích cô Lan thôi. Yeah, bố Tú cái này, Và bây giờ ở 5 câu hỏi thì con sẽ tự tin là hai bố con mình trả lời đúng được mấy câu nè. Dạ là con chưa biết nữa, để có 5 câu tất cả. Con chưa biết nữa, mình thử đi, mình nhắm chừng là mình được mấy câu nè. Dạ. Chắc là 2 câu hay 3 câu gì? 2 câu hay 3 câu. Bố như thế nào ạ? Sau bao ngày xa cách con mình 4 câu. Không sao hết. Bởi vì em thấy đây là một cái phần mà phải nói rất là dễ thương. Tại vì thời gian bố không gần với bé nhiều. Đúng. Nhưng mà ít nhiều thì bố cũng phải biết những cái sở thích của bé. Thông qua mẹ. Đúng rồi. Cái này là mình mới thể hiện là mặc dù công việc bố bận nhưng mà bố vẫn dành nhiều thời gian cho con. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Con muốn câu hỏi chữ hay là hình nè? Hình là chú Phúc, chữ là cô Lan. Hình. Hình, rồi xin mời chú Phúc ạ. Biết ngay là bé Bảo An thích chú Phúc mà. Cho nên chú Phúc sẽ cho bé Bảo An và bố Tú một câu hỏi đầu tiên thật là dễ luôn nha. Tàng tàng. Đây là gì? Khi chúng ta đi giao thông, chúng ta gặp, chúng ta lưu thông sẽ giao thông. Sẽ có rất là nhiều phương tiện di chuyển ở trên đường. Thì con biết được là mình có xe gì nè? Không phải, cô Lan. Đi trên đường á, nó sẽ giúp chúng ta điều khiển giao thông tốt hơn. À, vậy là những cái bảng hiệu đúng không? Đúng anh? Rồi, hoặc là những cái gì đó để chúng ta biết lưu thông thật là tốt. Sao vậy? Bố con vẽ không đẹp hả? Dạ không. Sao mà con lo dữ vậy? Con kêu bố con cứu con. À, kêu bố cứu không sao hết. Ở cái phần này thì bố vẽ, sau đó con sẽ nhìn hình đoán. Đi trên đường mình thấy cái gì nè? Thấy có chú cảnh sát giao thông nè, rồi mình thấy cái gì nữa nè? Đó, nhiều cái. Rồi bây giờ nếu mà thường mà con đi trên đường á, thì con sẽ để ý con sẽ thấy những cái gì nè? Dạ là... Giúp mình lưu thông dễ dàng hơn. Giúp mình đèn đỏ, đèn xanh. Đèn đỏ, đèn xanh. Đó là đèn tín hiệu giao thông. Bây giờ đèn xanh là mình đi hay là dừng lại hay là đi chậm nè? Dạ là nhanh. Đèn xanh là mình di chuyển nhanh. Dạ. Còn đèn vàng? Dạ là vừa. Vừa. Chậm chậm đúng không? Rồi còn đèn đỏ thì sao? Ngừng. À, đèn đỏ mình dừng hay lại. Quá. Dạ. Tại sao đèn đỏ mình lại dừng lại? Tại vì theo cái luật vậy thôi cô. À, theo luật vậy thôi. Theo luật giao thông đèn đỏ. Thực ra dừng là lại. Khi mà mình ở ngã tư thì có đèn đỏ ta dừng lại để chúng ta sẽ nhường đường cho cái chỗ khác đi. Đúng rồi. Rồi bây giờ cô Lan hỏi là ở nhà bố con thấy bố vẽ bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ thấy bố vẽ luôn. Vậy thì ngày hôm nay con sẽ được chiêm ngưỡng tài năng của bố con. Rồi, 3 2 1 giơ bảng. Wow. Vậy là hai con người đang đi qua giao thông. Đi qua cái gì con? Đi qua
Đèn đỏ với đèn xanh với đèn vàng. Thì cái đó con gọi là cái gì? Giúp cho con người ta di chuyển dễ dàng trên đường, mình gọi là cái gì đó? Dạ là đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Đèn đỏ, đèn đỏ, đèn vàng. Và đáp án của con đó là đèn tín hiệu giao thông, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, đúng không? Đèn tín hiệu giao thông. Đèn tín hiệu giao thông là đáp án chính xác. Chúc mừng con. Thật ra là bé biết là đó là cây đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Chỉ có điều là bé không biết đó gọi là đèn tín hiệu. Mà biết đó là luật giao thông luôn cô Lan. Đúng, đèn đỏ là phải dừng lại là biết là dừng lại. Với cái đáp án đúng này thì chúc mừng hai bố con đã ghi được 1 điểm. Yeah, cái đi nè. 1, 2, 3. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Con muốn câu hỏi chữ hay là hình nè? Dạ là hình. Hình. Rồi mời chú Phúc ạ. Câu hỏi hình tiếp theo sẽ không còn dễ nữa mà hơi khó chút xíu dành cho bố Tú và bé Bảo An, có nội dung như sau. Đây là trái gì? Trái gì? Trái này ăn được không ạ? Ăn rất là ngon nha cô Lan nha. Ăn rất là ngon. Thường ở nhà có thì bố hoặc là mẹ sẽ thường mua trái cây gì cho con ăn? Dạ là dưa hấu. Dưa hấu nè. Rồi còn nào nữa? Dạ là xoài. Xoài. Có loại trái cây nào mà con thích ăn nhất không? Dạ có. Trái cây nào? Dạ là nho. À nho. Rồi con đã bao giờ con ăn ngoài chôm chôm chưa? Dạ rồi. Ồ vải. Dạ rồi. Trái thanh long ăn chưa? Dạ rồi. Trái nhãn ăn chưa? Dạ rồi. Măng cụt ăn chưa? Dạ rồi. Ồ vậy là bố mẹ cũng mua cho con nhiều con đó. Con cũng ăn cái mít luôn. Ồ trái mít mình ăn rồi là ăn rất là nhiều. Không biết là có trái nào ở bên đó không à? Bây giờ mời bố đưa hình ạ. Bố giơ hình lên xem. Đây là trái gì? Ở ngoài màu xanh, ở trong có hạt. À, trái gì mà ở ngoài màu xanh? Trái vải. Không. Trái vải thì cái hạt của nó là chỉ có một hạt thôi. Nó to to, tròn tròn cỡ này nè con. Bé có hay ăn trái này nhiều không bố? Trái này thì bé cũng ít ăn. Cô Lan thấy là cái hộp của nó là nhỏ 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 nhỏ. Mà trái này rất là nhiều vitamin nha con. Trên 20 vitamin luôn đó, rất là tốt. Đây là quả cam. Trái này nó có màu xanh haru. Bên ngoài vỏ nó hơi bị sần sùi. Ăn nó giòn giòn. Trái gì? Trái táo. Trái táo. 4. 3. Táo. Táo là đáp án cuối cùng của con. Có phải quả táo hay không? Đó là trái bưởi. Đó ổi. Trái ổi. Trái ổi con đã từng trái ăn. Trái ổi mà chưa? Bố vẽ giống trái bưởi. Ba vẽ gì mà con không nhận ra gì hết trơn. Giống có màu á, có màu ba tô. Giờ ba vẽ lại cho con xem đi. Những gì cũng nhận. Ba vẽ lại đi, ba vẽ cái gì mà không có giống. Với đáp án này mà dù không có chính xác nhưng mà không sao hết. Viết thêm một trái nữa là trái ổi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Con muốn câu hỏi chữ hay là hình nè? Vậy là hình. Câu hỏi hình cuối cùng dành cho bố Tú và bé Bảo An có nội dung như sau. Đây là con gì? À, con gì? Ôi. Con biết được con vật gì nè? Kể cho cô Lan nghe nè. Dạ là con sư tử. Sư tử. Con gì nữa? Hổ. Con hổ. Hà mã. Hà mã. Tê giác. Tê giác. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Cá sấu. Cá sấu. Rồi con biết con chó không? Dạ biết. Mèo. Mèo, đúng rồi. Bố vẽ xong chưa? Còn tô màu cái chân nữa là xong. Dạ. Đây là con gì mà có cái lông nó màu trắng nha. Người ta sẽ hay cắt cái lông đó đi, người ta làm áo nè. Hoặc làm chăn nè, làm nệm nè. Đó là con gì? Cừu. Con cừu hay con dê nè? Cừu. Cuối cùng của con là con? Cừu. Chính xác, chúc mừng con. Trời ơi. Đúng là khi bố tô màu thì bé nhận ra hả? Giống nhau quá. Giống nhau. Câu này đúng rồi cô Lan ơi. Ồ đúng rồi hả? Vậy thì xin chúc mừng cho hai bố con đã được thêm 1 điểm nữa là 2 điểm. 2 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi chữ đầu tiên. Mời hai bố con cùng lắng nghe nha. Loài hoa nào mà bé sẽ thích nhất ạ? Rồi, mà anh ghi ra đi ạ. Wow. Bố ghi rất nhanh và rất đẹp luôn. Cái hoa này của bé cũng rất là hay đấy ạ. Có rất là nhiều tác dụng. Rồi, bây giờ bố và bé cùng dơ bảng nha. 3, 2, 1, dơ bảng. Hoa hồng, hoa đậu biếc. Bé ghi hoa gì ạ? Hoa hồng con. Hoa hồng. Con có thích hoa hồng không? Dạ có. Nhưng mà hoa hồng với đậu biếc thì con thích đậu biếc hơn đúng không? Dạ, thích cả hai luôn. Thích cả hai luôn. Tại vì hoa nào cũng đẹp. Hoa nào cũng đẹp hết. Bố đã từng mua hoa đậu biếc cho bé chưa? Chưa. Thì hoa này thì thường mình chưa biết nhưng mà... Chỉ là trồng thôi. Trồng thôi hả con? Dạ. Dù có bé đi tham quan các vườn hoa đó thì bé thích thôi. Thích hoa đậu biếc. Bé biết hoa à, đó. Dạ. Ở nhà thì mình chưa có mua hoa này về nhà lần nào. À chưa mua hả? Dạ.
Không sao hết. Em cũng bất ngờ khi mà bé viết là hoa đậu biếc. Giá mà bé Bảo An ghi thêm một hoa nữa vô là đỡ rồi ha. Thêm một hoa nữa là giống có đáp án trùng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Việc làm nào của bé sẽ khiến bố mẹ vui nhất? Bố có thể ghi dư cũng được. Ghi dư cái miễn sao nó có cái đáp án đúng thì nó sẽ là được điểm mà. Tại vì đây là một câu hỏi em biết rồi, nó cũng không phải là dễ đâu. Có thể là bé sẽ làm rất là nhiều điều khiến cho bố mẹ vui. Wow. Rồi. Ôi, bố ghi 3-4 cái luôn nha. 3-2-1 dơ bảng. Bên bố ghi là học bài là 1 nè, múa hoặc hát là 2, hoặc là giúp việc nhà. À, bên đây có nhất. Lau nhà và quét nhà cũng nằm trong công việc giúp việc nhà. Dạ. Và sau khi trả lời xong cái đáp án cuối cùng này, hai bố con đã trùng khớp ý với nhau và ghi được thêm một điểm nữa, đó là 3 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp bố con thứ hai, đó là bố Gia Lâm và bé Phước Tấn. Xin mời. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là bố Lâm và bé Tấn có vượt qua được 3 câu hỏi so với bố Tú và bé Bảo An hay không. Và bố nghĩ là bố sẽ được bao nhiêu câu trong 5 câu ạ? Bố hy vọng rằng là sẽ được tối thiểu là 3 câu đây. Tối thiểu 3 câu của Lan. Lại khiêm tốn. Khiêm tốn. Còn Tấn, con nghĩ là được mấy câu nè? Con mong là trên được 5 câu. 5 câu luôn. Hay quá. 5 câu. Không sao, tại vì cô Lan nghĩ là lúc nãy khi mà nghe bố chia sẻ là mặc dù là thời gian của bố khá là bận biểu nhưng bố vẫn dành khá là nhiều thời gian cho con. Thì cô Lan hy vọng là hai bố con sẽ hiểu nhau thật là nhiều và có thể vượt qua được những câu hỏi của chương trình. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên, con muốn câu hỏi chữ trước hay là hình trước nè? Dạ, hình trước. Hình trước, rồi xin mời chú Phúc ạ. Câu hỏi hình đầu tiên hơi dễ dễ dành cho bố Lâm và bé Tấn có nội dung như sau. Đây là loại thực vật gì chúng ta có thể dùng trong bữa cơm được? À, thường ở nhà thì con sẽ được ăn những loại rau củ quả nào nè? Dạ, rau cải. Rau cải. Rau bắp. Rau bắp. Các loại hạt đó nha cô Lan. Dạ, các loại khoai. Khoai. Khoai gì nè, mình ăn được khoai gì? Dạ, khoai lang, khoai mỡ. Khoai lang, khoai mỡ. Khoai tây. Dạ, khoai tây. Ăn củ dền chưa nè? Dạ rồi. Su hào. Dạ rồi. Ồ, các loại đậu. Dạ rồi. Ăn rồi. À, và trong tất cả các loại rau củ quả thì con sẽ thích ăn loại nào nhất? Dạ, con thích ăn rau cải. Rau cải. Con có hay ăn súp lơ không? Dạ, cũng có. Súp lơ rất là tốt cho sức khỏe đó. Dạ. Không biết là bên đó là bố sẽ vẽ loại rau củ quả về đây. Cái hạt đó sao bố vẽ cả cái cây kỹ ra. Kỹ quá vậy, quá kỹ. Biết bé có biết cái này không? Thường con ở nhà là bố vẽ đẹp không con? Dạ, vẽ cũng đẹp. Nên cô Lan hy vọng là bố sẽ vẽ giống cái hình nhất để con có thể đoán được nha. Dạ. Rất kỹ nha. Rồi, bố đã xong. Rồi, bây giờ xin mời bố dơ bảng. 3, 2, 1, dơ bảng. Cô Lan thấy là bố đang vẽ một cái hình ở dưới là nó có cái rễ đúng không ạ? Xong rồi. Đây là cái nguyên một cái bự nào ở trong cái hạt, ở trong nó nằm ở trong thế này nè. Mình lấy cái hạt đó ra. Còn cái đó là hạt mà nó là một chùm hả ta? Một cái đống hạt được lấy ra rồi. Một đống hạt được phải lấy một chùm ra. Cô Lan một đống hạt. Oh. Có thể mình rang lên nè. Rang xong, lên. Đúng rồi, mình ăn đậu cũng được. Đậu gì nhưng mà con? Quan trọng là đậu gì? Đậu gì nè, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu phộng, các loại đậu. Đậu phộng. Đáp án cuối cùng của con là đậu gì? Đậu phộng. Lỡ đậu nành hay đậu xanh thì sao nè? Hay đậu đen thì sao nè? Dạ thì con khóc. Con khóc. Ăn vạ. Anh ơi, một hình thức ăn vạ chương trình. Và đậu phộng đáp án cuối cùng của con chưa? Dạ đúng rồi. Chúc mừng con. Trời ơi. Yeah. Bố vẽ kỹ cái cây luôn, cái cây đậu phộng luôn. Dạ. Cô Lan thấy không? Bố chỉ thiếu ly sữa đậu phộng thôi đó. Thiếu ly sữa. Trong hơn là không có vẽ bịch chén trộn mà có đậu phộng hết trơn. Chúc mừng hai bố con đã ghi được một điểm đầu tiên. Yeah nè, 1, 2, 3. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai, con muốn chữ hay hình nè? Dạ, hình. Hình. Câu hỏi hình thứ hai có nội dung như sau. Đây là củ gì? Củ gì? À, lại là một rau củ quả nữa. Đúng rồi, rau củ quả nữa. Củ này thì mình có màu gì không ha? Nó màu vàng à, mình có thể nấu canh được nè. Màu vàng. Mình có thể làm bánh được nè. Nấu chiên canh lên cũng được. Chiên lên cũng được, làm bánh được. Củ gì màu vàng ăn rất là nấu ngon, canh nhiều dinh dưỡng. Vừa làm bánh mà vừa chiên. Các bé hay rất thích lắm nha. Ai cho em hỏi là bé đã ăn cái củ này nhiều chưa bố? Bé ăn nhiều rồi và bé mới ăn xong. Trời ơi, một gợi ý. Rồi, gợi ý quá chứ. Rồi thế anh vẽ tiếp, anh được gợi ý nữa, anh vẽ tiếp đi ạ.
Bé mới ăn xong. Rồi, bố sẽ giơ lên. Đây là củ gì? 2, 3. Khoai tây. Còn chắc chưa? Dạ, thấy giống chắc. Củ sắn nhiều hơn nha. Dạ, rất chắc. Củ đậu, củ sắn nha. Cả khoai tây. Thời gian cuối cùng của con là củ? Củ khoai tây. Chính xác. Quá hay, không là bố vẽ cái này là quá hay. Quá hay luôn đúng không? Rất tại vì là cái này là nó hay sống sắn. Sống sắn sắn mà. Dạ. Lớp 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 chiên lên rồi. Cái này là slice ra nó làm giống slice. Quá tinh tế, bố vẽ quá kỹ lưỡng, không thể nào mà khác hơn được. Xin chúc mừng hai bố con đã giành thêm được một điểm nữa. Là 2 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3. Con muốn hình hay chữ nè? Dạ, hình tiếp. Hình tiếp đi. Hình tiếp. Câu hỏi hình không còn dễ dàng để cho bố Lâm và bé Tấn trả lời được nữa. Câu hỏi hình số 3 có nội dung như sau. Đây là một món ăn gì? Món ăn đặc biệt trong ngày Tết. Món ăn đặc biệt trong ngày Tết. Ngày Tết thì con sẽ được ăn những món gì nè? Kể con nghe. Bánh chưng. Bánh chưng. Củ kiệu. Củ kiệu. Món nào nữa? Bánh tét. Bánh tét. Món nào mà mẹ hay nấu ngày Tết không? Có nhiêu đó. Có nhiêu đó thôi. Mà mấy cái món đó là mình có thể mua ở ngoài đó. Có cái món nào mà hay ăn với cơm mà mẹ nấu vào dịp Tết không? Nếu không dịp Tết thì thỉnh thoảng mẹ cũng nấu ăn. Cho em hỏi là ngày Tết ở nhà của mình có ăn món này không ạ? Rất là hiếm khi. Ở Nam Bộ là khi cái mâm cơm ngày Tết hay có cái món này. Nó tròn và nó giống như sự đầy đủ, đông đầy cho cả gia đình. Đúng rồi. Và em nghĩ là cũng sẽ nên nấu để chia sẻ cho các bé là trong một mâm cơm ngày Tết thì nên không có sao. Món này. Thật ra khi mà tham gia chương trình này thì nhiều khi sẽ bố và mẹ sẽ biết nhiều hơn để mà có thể bổ sung cho các bé. Dạ, xong chưa ạ? Ok. 3, 2, 1, giơ bảng. Cô Lan sẽ gợi ý nhẹ cho con. Là cô Lan thấy có những cái quả nó tròn tròn đúng không nè? Rồi kế bên cái mà tô màu hình như là hình vuông đúng không? Vuông vuông cắt. Có nước màu nâu nâu nữa. Đó, chan với cơm ăn rất là thơm và ngon. Thịt kho trứng. Đáp án cuối cùng của con là? Thịt kho trứng. Chính xác rồi. Hay quá. Và em nghĩ là sau cái vòng thi này chắc là ở nhà bố và mẹ sẽ bổ sung cái món này thêm cho bé à. Bố sẽ bổ sung thường xuyên hơn chút. Thường xuyên hơn một chút. Rồi. Và xin chúc mừng cho hai bố con mà với câu hỏi này cũng đã đoán được chính xác, có thêm được một điểm nữa là 3 điểm. Ba cái hình đúng hết. Ba hình đúng hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi chữ đầu tiên nha. Thường thì bố có hay đưa ra cho con những cái lời khuyên nhiều không? Dạ có. Có. Vậy thì trong những cái lời mà bố đã từng khuyên bé, bé sẽ nhớ nhất lời khuyên nào của bố mẹ? Rất nhiều lời khuyên bé thì bé sẽ nhớ nhất lời khuyên bố nào? Bố hoặc là bố mẹ đều được hết à. Mình có thể... em sẽ có thể viết khoảng 3 lời khuyên cũng được. Hy vọng sẽ có một lời khuyên trùng giữa hai bố con nha. Dạ, tại vì đáp án này nó cũng tương đối rộng. Hơi cho rộng. Nên là mình sẽ gia hạn cho hai bố con chút xíu. Rồi. 3, 2, 1. 2, 1, giơ bảng. Xin mời. Thứ nhất là học thật giỏi nè. Có một cô Lan bên đó có không? Không có, học thật giỏi à. Thứ hai là tập thể thao. Tập thể thao. Vẫn chưa có luôn à. Cái thứ ba, vâng lời cha mẹ. Vâng lời cha mẹ. Rồi, bên đó là gì nè? Bên đây là không nên khóc. Đúng rồi. Câu này là lúc đầu em nhớ là khi mà tâm sự ở ngay vòng 1 là bé có nói. Cái thứ hai là hãy mạnh mẽ lên. Hay cuối quá. Cùng là không nên bỏ thừa đồ ăn. Trong 6 lời khuyên này, bố thường khuyên con câu nào nhiều nhất? Học thật tốt. Học thật tốt. Nhưng mà con đã có thể mình hoàn thành được 6 cái lời khuyên này chưa? 3 cái này con làm được rồi. Có nghĩa là những lời bé viết đây là bé đã làm được rồi. Còn mấy cái này là chưa làm được. Còn cái tập thể thao. Tập thể thao và vâng lời cha mẹ. Vâng lời cha mẹ. Có như lúc làm bố mẹ hơi buồn lòng. Dạ. Hoặc là chưa có tập thể dục thể thao. Đúng nhiều. Đúng rồi. Thực ra thì mình tập thể dục thể thao thì mình sẽ có nhiều sức khỏe hơn. Cũng chí cũng khá nhiều. Nhưng mà cái câu này anh thấy rất là hay cho các bố, là cái câu mở rộng mà các bé và các bố là có thêm những cái chia sẻ, những cái lời khuyên cho nhau rất là ý nghĩa. Và cô Lan hy vọng là ở đây có những cái lời khuyên nào mà hiện tại con chưa làm được thì trong tương lai mình hãy cố gắng thực hiện được. Biết đâu đó sẽ là một cái niềm vui của bố con và mẹ. Nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng. Câu cuối cùng. Câu hỏi đặt ra là bé sợ con nào nhất? Mời bố và bé cùng ghi. Bé Tấn sợ con nào nhất?
cái là con đã từng gặp rồi, đã từng gặp và khiến cho con sợ. Rồi, 3, 2, 1, giơ bảng. Con rắn. Bên đây kia là con rắn và con cá sấu. Trùng khớp. Cho cô Lan hỏi là con đã từng gặp con rắn ở ngoài rồi hả? Hay sao mà con sợ? Gặp khi nào? Dạ, gặp lúc con ở quê con bắt cá. Thấy nó ở trong bụi. Cũng may lúc đó mình chạy nhanh không con? Dạ, chạy ba chân bốn cẳng chạy thật lẹ đúng không nào? Dạ, chạy qua dép luôn. Chạy bỏ dép luôn. Và với cái đáp án này thì hai bố con đã ghi thêm cho mình được một điểm nữa. Dạ, và tổng kết 5 câu hỏi thì bố Lâm và bé Tấn đã xuất sắc trả lời đúng được 4 câu và ghi cho mình 4 điểm. Chúc mừng bố Lâm và bé Tấn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo được mang tên Bữa ăn yêu thương. Quý vị, lúc này các bố và các bé sẵn sàng cùng đến với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Và ở vòng 3 này, Chu Lan đang có một cái hộp đây. Hai đứa con sẽ quánh tu xì với nhau. Bạn nào thắng thì chúng ta sẽ bóc một cái lá thăm ở trong đây. Bóc ra món gì, hai bố sẽ phải nấu món đó. Bây giờ, chuẩn bị quánh tu xì nào. Quánh tu xì nè. Quánh tu xì. Rồi, Tấn là thắng. Mời Tấn, mời con bóc nè. Xong rồi con đọc lớn lên cho cô chú cùng nghe nha. Lẩu Thái Lan hay gì vậy con? Tôm chiên bột. Rồi, hôm nay cho hỏi là món này ở nhà bố đã bao giờ nấu chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ nấu. Rồi. Chương trình rất thích ạ. Đây là lần đầu tiên bố nấu ở đây. Cô Lan khó ghê luôn nha. Không phải, tại vì thường chương trình rất là thích thử thách các bố. Tại các bố tới đây, các bố lần đầu tiên nấu thì mới có nhiều điều thú vị. Và đây cũng là lần đầu tiên bé sẽ được thưởng thức món này. Và chưa kể bao cái thời gian xa cách nữa, hy vọng là bố sẽ đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào cái món tôm chiên bột này. Tại vì là các mẹ rất thích. Dạ, bố Lâm mình đã làm món này chưa ạ? Bố Lâm thì cũng đã làm rồi. Đã làm rồi. Nhưng mà cái mình làm ở nhà nó khác nấu ở trên sóng chương trình. Dạ. Hàng triệu người theo dõi bố luôn. Chưa kể mẹ đang ở nhà cũng là đang coi nữa ạ. Cho nên là hy vọng là hai bố hãy dốc hết cái tình cảm của mình làm món tôm chiên bột thật là ngon cho hai đứa con của mình ăn nhé. Và bây giờ xin mời hai bố hãy về gian bếp của mình ạ. Và bây giờ hai bố sẽ có thời gian là 30 phút để chúng ta làm món tôm chiên bột này. 30 phút bắt đầu. Bố Tú và bố Lâm đã nấu xong món tôm chiên bột rất là thơm ngon. Và bây giờ xin mời hai vị giám khảo của chúng ta, bé Tấn và bé Bảo An sẽ phải chấm điểm. Và bây giờ các con sẽ lần lượt thưởng thức từng dĩa tôm chiên bột. Sau khi thưởng thức xong, các con ăn cảm thấy bên nào ngon hơn thì tụi con chấm 2 điểm. Bên nào không hợp khẩu vị bằng thì chúng ta chấm 1 điểm nha. Chúng ta sẽ thử bên nào trước nè. Thử bên nào? Này. Bên này rồi nha. Cái con này chắc nha. Là nhờ chú Phúc hỗ trợ giùm rồi, nha. Hỗ trợ cho con nha. Dạ. Cho con nè.
muốn chấm chấm tí xíu chân cà. Hôm nay không biết bố nào nấu nhưng mà chú Phúc với cô Lan thấy trình bày rất là đẹp. Ngọt. Cô Lan thấy ngọt ngọt. Ngon. Ngon nhờ. Chắc cái này là bác làm quá. Thử một miếng nữa thôi nha, để mình dành mình thử bên kia nha, để mình coi hai cái vị nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ uống nước để mình lấy lại vị, để chúng ta thử cái bên này nha. Đây, cô Lan sẽ hỗ trợ cho con nha. Chắc là mình chỉ cắt một con cho hai bé dễ cô Lan. Đây, cô Lan mời con nha. Ngon quá. Bên nào cũng nấu ngon hết. Sau khi chúng ta đã thưởng thức xong, con cảm thấy là bên nào ngon hơn thì mình sẽ chấm 2 điểm. Bây giờ cô Lan xin mời bé Bảo An. Bảo An. Dạ, bên này ngon hơn. Bên này ngon hơn. Con cho 2 điểm. Và bên kia? Dạ. Bên kia 1 điểm. 1 điểm. Bây giờ xin mời Tấn. À, con cái này cũng 2 điểm. Bên này 2 điểm, bên này 1 điểm. Dạ. Vì sao bên này ngon hơn con? Dạ, hay giống vị ba con làm. Giống vị ba con làm mà có lột vỏ ra luôn đúng không? Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ biết được là bên nào sẽ là của bố Tú và bên nào sẽ là của bố Lâm. Xin mời các con lật bảng nha. 3 2 Ồ, bên này là của bố Lâm và bên kia là của bố Tú. Và sau khi trải qua vòng 2 và vòng 3 thì gia đình của bé Tấn và bố Lâm đã giành được 8 điểm. Và gia đình của bố Tú và bé Bảo An giành được 5 điểm. Và xin chúc mừng cho gia đình của bé Tấn và bố Lâm đã chiến thắng ở chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng và xin mời các bố trở lại sân khấu ạ. Xin mời. Xin mời. Như vậy bố Tú, bố Lâm, bé Tấn và bé Bảo An đã vượt qua những vòng thi và đã đến được vòng cuối cùng ngày hôm nay, đã có những phần quà cho mình. Chúc mừng các bố và các bé nha. Và điều đầu tiên với phần chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay, xin chúc mừng cho gia đình của bé Tấn với lại bố Lâm đã giành được giải thưởng 5 triệu đồng của chương trình ạ. Và hai chú gấu rất là dễ thương của chương trình cũng xin dành tặng cho hai đứa tụi con luôn. Bên cạnh đó thì các bố cũng sẽ mang về những phần quà cho các mẹ của mình ở nhà. Đó là một bộ mỹ phẩm Noel đến từ Hàn Quốc, 95% từ thiên nhiên, để gửi cho bố Tú và gửi cho con, mang về cho mẹ nha. Mang quà tặng mẹ nha con. Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Chúng ta còn những cái voucher của nhãn hàng Sacos, ba lô, vali, túi sách cao cấp Sacos dành tặng cho các bố và các bé trị giá 1 triệu đồng. À, các con, wow, con muốn mua gì con mua nha, rất là tuyệt vời luôn. Dạ, không biết cảm xúc của bố Tú bây giờ như thế nào khi mà mình đã trải qua rất là nhiều vòng thi của chương trình và rất là nhiều cung bậc cảm xúc cùng đứa con gái của mình ạ. Thật ra để mở chương trình thì vui là chính. Dạ. Thắng thua thì cũng không quan trọng lắm. Dạ, cơ bản quan trọng là để mình... cho trong thời gian qua thì con có hiểu được bố như thế nào. Dạ. Sau này mình có những cái thiếu sót thì mình sẽ bổ sung thêm. Dạ. Bù đắp cho bé. Dạ. Cảm ơn. Và em hy vọng là bố hãy giữ lời hứa, hãy dành ra một tí thời gian có thể đưa bé đến trường nha. Và em nghĩ đó sẽ là một cái niềm vui nhỏ nhỏ nhưng mà lại hạnh phúc rất là lớn đối với bé đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị, cảm ơn ban tổ chức đã cho bố con Gia Lâm cùng giống hai bố con của anh Tú và bé Bảo An được tham gia, được trải nghiệm và được chia sẻ. Cảm ơn hai gia đình rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến với Bố Là Tất Cả. Và em cũng thay mặt cho chương trình, em chúc cho gia đình của mình nhiều sức khỏe, chúc cho các bé mau ăn chóng lớn nè, vâng lời cha mẹ. Và chúc cho gia đình mình sẽ luôn luôn đạt được nhiều điều thành công và gặp nhiều may mắn. Và kính thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng của Bố Là Tất Cả cũng đã hết rồi. Quý vị hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc, 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô, vali, túi sách cao cấp Sacos đồng hành với chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.